đỡ hơn trước nhiều lắm. Có lẽ là nó đẻ đó. Thế nào nó cũng có đẻ rồi Hương ơi. Bây giờ mà bầy vịt nó chưa có di chuyển ở chỗ đó đó là mình đâu có ra được đâu. Nó kinh động là nó đẻ non rồi, chủ vịt dí mình chạy. Ủa rồi Dương ơi. Hả? Không biết thằng Cương với thằng Phát nó có đem cơm ra cho con ăn đúng không? Mà con đói quá. Dương cũng nghi ngờ quá. Dương thấy sáng tới giờ mà nó không đem ra, giờ gần tối luôn rồi. Dạ. Nằm đây kiến cắn quá. Đi lượm chứng vịt đẻ rơi cái này khổ quá vậy ta. Cái vịt nó không đi đâu. Mà quạ nó ăn trứng quá trời luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Thôi thôi. Nó ăn hết rồi. Nó mổ hết trứng luôn rồi Dương ơi. Bỏ xuống. Ủa Dương anh hai làm gì với nó vậy? Đang đi tìm chứng vịt chứ làm gì? Đang rình vịt đó. Ủa, đâu có đem cơm ra không? Dạ có. Chạy ơi. Không. Cái này là hậu quả của không đem cơm nè. Tự nấu đi luôn đi. Ồ, ở đây có cái trứng. Rồi, rất là mới nhưng mà bị chim nó mổ rồi. Mình thấy có cái vỏ bên ngoài là nghi lắm. Thì đúng y. Đi sát bờ cỏ như thế này nè, vịt ra hay có ổ trứng vịt lắm. Đi theo bờ bạch mấy bụi cỏ này hay có trứng vịt lắm. Chồng nào may mắn mình sẽ tìm được đây một cái trứng mới rồi, chưa bị quạ nó ăn. Hay quá quả ơi. Rồi mất tiêu. Đây nữa, con quả nó ăn mất tiêu rồi. Nó mới mổ luôn nè. Quả nó khôn lắm. Trứng mổ nó. Quả là nó cực kỳ tinh mắt luôn. Nó mổ hết rồi. Ăn chắc nó thấm thấm luôn á. Mình đắp 6 cái chân đúng nha Dượng. Ok. Đem cơm hả con? Thổi đi con. Rồi anh hai nướng trứng vịt bên này để ăn cơm.
Cơm chín chưa con? Chín chưa? Sao con không đem cơm ra mà con đem gạo với đem nồi? Đói quá mấy đứa ơi. Dượng sắp xỉu rồi. Thôi Dượng ngủ một giấc kia nha. Đói quá mấy đứa ơi. Dượng phải kiên nhẫn đi chứ. Hết kiên nhẫn nói rồi, Dượng sắp xỉu rồi. Dượng kiên nhẫn để từ sáng tới giờ chờ mấy con vịt để lấy trứng. Rồi bây giờ trăng lên luôn rồi nè. Mà chưa có cơm ăn nữa. Chín chưa, đói bụng quá. Đây là các hậu quả của Phương Quý Phát, không chỉ cầm đem cơm ra. Ai biết đâu, hai người nó ăn cơm thì biết ăn cơm gì vậy? Chín chưa. Phải ráng kiên nhẫn hả? Dạ. Tôi có kiên nhẫn nãy giờ tôi cũng có đói bụng thôi. Ăn cơm ngoài đồng. Dượng ơi, chín chín rồi đó Dượng. Rồi, mình lấy ra thôi. Dạ. Quá đã luôn rồi. Mình nướng mấy trứng? Mình nướng 6 trứng vậy. Ba trứng. Anh Phát đang chờ cơm đây à. À, hôm nay có đem muối tiêu luôn, ngon vậy ta. Năm trứng rồi hả? Rồi bây giờ mình qua lấy cơm. Có luôn hả? Dượng với anh hai đi lấy trứng nhiều rình từ sáng giờ mà ăn có một trứng thôi hả? Dạ. Sao phân chia ngộ vậy? Tại vì không nhiều thì đang ít lại thôi Dượng ạ. À. Không ngon hết, chưa một khiếp nữa, chưa đẹp thôi, chưa đẹp. Chưa đẹp. Ngồi đi. Đây là nồi cơm đất khi hai đứa mình nấu. Ngồi đi. Chúc mừng mọi người ăn cơm. Ngon quá vậy ta. Wow, hấp dẫn không? Cơm gì còn ngon hơn bữa trước. Bữa trước có hai quả ai ăn ai nhận đâu. À, 5 cái trứng của con còn 1 cái trứng của Dượng á. Gì kỳ vậy? Dượng với hai ăn chung nha, khi đôi hai đứa con ăn đang đói bụng. Phải nhường cho người nhỏ, tụi con đi đường xa tới đây à. Nay đem thêm muối tiêu luôn hả? Dạ. Con biết là gì, cả ngày nay đã ngoài đầu. Nên tụi con phải mang thêm muối tiêu chấm hai đứa con thôi. Ngon quá. Rồi con ăn đi. Ăn
vậy? Nhìn luôn đi. Nghe cóc nhái mồi tọt của ngoài đồng nó kêu luôn. Hụt con gà à. Hụt gì? Con sợ nó con cóc hết á. Ai biểu không đem cơm ra, bây giờ nấu cơm tới nổi mà trời tối luôn này ha. Còn con thấy đường nữa đâu? Hử? Cho dùng miếng cơm đi. Cơm muối tiêu, trứng nướng, quá ngon luôn. Trứng nữa, trứng đâu? Trứng đâu đưa cơm không vậy? Thôi giờ giờ từ giờ bắt mình ăn đây nè. Hai ba đứa nó đút luôn. Cái trứng này nó có mùi nước nè. Úp ba. Có phải miếng cơm nữa nè. Hết là cơm luôn rồi hả? Cho miếng ngồi, cho miếng ngồi. Chứ sao? Nó đẻ, nó bị thâm trứng luôn rồi. Mua cái trứng mới ngoài chợ á, nó không có được cái vị vậy đâu con. Nó không có ăn mà nó nghe nó hơi thủng thủng. nó không thúi nha. Nhưng cái vị nó lạ lắm. Nhưng mà nó thâm đen quá nên hư luôn á. Bây giờ hết cơm rồi. Bây giờ mình sẽ đi rình tiếp chơi về dịch hả? Dạ, đi rình tiếp. Bây giờ mà mình qua mình rình chỉ có nước rình trộm thôi mà người ta quýnh mình bòm đầu á. Dương đề nghị là hai gương mặt này nè. Đây cái gương mặt ăn nhiều trứng nhất nè. Ngày mai ra rình nha. Rồi gương mặt thứ ăn thứ nhì nè đó. Đó. Còn ngấu nghiến ăn nè. Không mà bây giờ Dương nghĩ vậy nè. Cho Thương với Phát ở lại đây. Lại đằng kia rình cái mấy cái chậu dịch của người ta. Không có lại đâu. Có luôn hả? Lại cái chậu vịt người ta rình đi nha. Sáng người ta thả vịt nó đẻ ở đâu đi đó lụm mà trứng rơi tiếp nha. Sáng mày ăn nhiều lắm. Nhớ sáng là phải đổ mấy quả đi á. Quả rất là nguy hiểm.